Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn phương hướng trong tiếng Hàn. Thì ta sẽ có những cái mẫu câu như sau. Ta ví dụ như ta muốn nói là tôi đang ở nhà. Muốn nói như thế chẳng hạn thì ta nói như thế nào? Tôi đang ở nhà chẳng hạn. Thì trong tiếng Hàn sẽ nói là như sau. Chân lưng. Chân lưng. Chi bê. Is sumnita. Đấy, nói như thế. Nói lại nhá, ví dụ như đang nói là tôi đang ở nhà thì bảo là chân lưng chi pê is sumnita. Đấy. Cái thứ hai, ví dụ như ta muốn nói là B ở đây là ở đâu? Thì ta nói như thế nào? Ta sẽ nói như sau. Giờ kỳ ca. Giờ kỳ ca. Ở ti im ni ca. Ở ti im nì ca. Đấy, chẳng nói như thế. Câu thứ ba, chẳng hạn như là ta muốn hỏi là ta muốn nói rằng là ở tầng văn phòng ở tầng mấy thì nói như thế nào? Đấy, thì ta sẽ nói như sau. Samuri à Samusi Sa mu si Samusi rừng Samusi rừng mi ớt chưa nghe ít sum đi cắt. Đấy. Cái thứ tư đó là ví dụ như là ta muốn nói rằng là ở tầng 3 có phòng của tôi chẳng hạn, ta nói như thế nào? Nếu muốn nói thế thì ta sẽ nói như sau. Sam chung nghe lưng Sam chung nghe lưng nghe ba nghi nè nè ba nghi nè ba nghi ít ta ít
Sony. Đúng không? Đấy. Ví dụ như ta muốn nói rằng là nhà ở đâu thì ta nói như thế nào? Ta muốn hỏi là nhà ở đâu? Đúng không? Vậy thì ta sẽ hỏi như thế nào? Ta sẽ nói như sau. GP GP OT OTA OTA Isumnika Is Sum Ni Đấy ví dụ như là muốn nói là con mèo ở cạnh cái ghế thì ta nói như thế nào? Con mèo ở cạnh cái ghế đúng không? Thì ta sẽ nói là Koyanika 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 Uya 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 Wow Uya Dơ bê Dơ bê Isumita Sumita đấy Sumita còn về cấu trúc của nó thì mình sẽ nói kỹ hơn. Ở này nó có cấu trúc nữa nhưng mà cái phần cấu trúc thì mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau đúng không? Và bài học của mình tới đây là kết thúc.